tôi quên rằng hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bàn cổ chính, và ở trước mặt tôi là lăng bàn. Và để tiếp tục buổi trưa nơi lăng bàn cổ chính này, và để mở tài lễ tiếp theo đó phía trước tôi. Rồi, một ngày mới tại nơi lăng bàn cổ chính này, thì để tiếp tục tài lễ đấy, thì cô trở về 0880 miền Nam miền Trung sẽ lên thiên tại nơi này rực rỡ. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong để trả lời. Rồi ai có lọc đẹp trả lời nơi cô chính này để phụ nhân đèn tại nơi lăng bàn này, tìm đến may mắn tiền tài rực rỡ, mọi sự thành công tại nơi này. Nơi này là sự linh thiêng, rất linh thiêng từ trước đến nay tại nơi này. Rồi, quý vị nào chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi, và để tiếp tục tôi sẽ vào bên trong. Ngày hôm nay là ngày âm mùi, tiếp tục sẽ như thế nào ở phía trong đây. Phía trước đây là biển, đấy. Rồi, tiếp tục. Thì đây sự linh thiêng này, ngày nào tại nơi này đều may mắn tiền tài, mọi sự thành công tiền tài rực rỡ, và cũng như để em không quái tật bệnh được cứu từ cô chính điều phù hộ được trị. Một nơi đầy vắng vẻ thì sự đầy linh thiêng tại nơi này. Thì để tiếp tục tôi sẽ vào bên trong để mà đặt đồ và lên hương. Thì quý vị xem ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Thì cô trở về đấy, ngày hôm qua thì 08 miền Nam và 80 miền Trung. Thì ai có lọc ở đây trả lời nơi cô chính này để phục vụ đồ trì tiếp theo. Thì đời tôi sẽ tiếp tục qua để mở trả lời bánh trái tiền vàng bạc này. Và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay tại nơi lăng bàn cổ chính này? Thì đang quan xem ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi tại nơi lăng bàn cổ chính.
Ở nơi này thì ngày nào cũng may mắn và khấn cái gì sẽ thành công cái nấy, tiền tài rực rỡ. Tập bệnh được thi từ thì cũng như ở đây, cô chính đều phù hộ độ trì và ngày nào cũng tại nơi này. Đấy. Thì ở đây ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi tại nơi lăng bà cô chính này. Và đêm đến 12 con giáp ngày hôm nay thì ra sao, cũng như ngày Ất Ất Mùi. Và điều gì sẽ xảy ra tại ngày hôm nay? Ở đây thì gió rất là gió. Mỗi lần thì tôi lên hương và nhang khói thì sẽ gió nổi ầm ầm tại này. Tắt đèn rồi. Hôm nay rất là gió và màu đèn rất là khó. Rồi để tiếp tục tôi sẽ lên hương cái này. Đây. Hồi nãy thì ở đây không có một hạt gió và tôi vào thì ở đây nổi lên đùng đùng. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và ở đây sự linh thiêng tại nơi này ngày hôm nay sẽ ra sao và để cô chính có ngự tại này thì hôm nay có nhập sắc hay không. Thì thường thì mỗi ngày sẽ mỗi khác và ngày hôm nay cũng như để khấn vái tờ lễ tiếp theo. Và điều gì sẽ xảy ra ngày hôm nay? Rồi thì hôm nay có bánh đấy, mỗi chỗ mỗi bánh. Thì bên đây cũng có bánh này. Quá trời luôn. Thì hôm nay tôi đang ngồi đây thì tôi sẽ cũng chúc bánh.
Rồi gió thì ở đây đèn cứ tắt mất thôi. Rồi thì đèn đã sáng và đuốc cũng đã đốt, thì tôi sẽ tiếp tục trả lời không vai tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì tôi cũng có mua chút bánh tái tiền nhân bạc này để trả lời, thì cô đã trở về may mắn tiền tài miền Nam miền Trung. Và để tiếp tục ngày hôm nay thì tôi sẽ hưởng cầu các chư vị đất đai dương trạch thành vàng bổn xứ bạch mã thái giám hoàng tràng quốc lý thượng tướng đất đai quyền chứng đạo lộ cây cao bóng mát định trung nguyên bạc ở đây qua tại nơi lăng bà cô 9 cô 2 cô 3 cô 4 cô 5 cô 6 cô 7 cô 8 cô 9 cô 10 cô dư và các cô linh thiêng hiển hiện tại nơi này. Ở phía trước là thủy sông Hải Lai động điện, Ấn Lai thủy mộc, Hà Bá đại dương, Vua thủy đại dương, Mộc triều đại dương, Hà Sa thủy phủ, các định thủy quân tên ngũ giới biển chính cung Hà Bá và các cô hiển linh tại nơi này đã ngự tại này phù hộ hộ trì và sự linh thiêng tiền tài được đỡ may mắn tiền tài thì đem đến 12 con giáp tại nơi này và phù hộ độ trì tật bệnh được tiêu từ cô hiển linh phù hộ độ trì tiếp theo ngày mới này. Thì ngày này ngày 13 và cô chứng giám tại nơi này thì cho dựng đứng lên trứng gà này sẽ thành công tốt đẹp tiền tài viên mãn mọi sự quan quái cầu nguyện. Đấy. Tại nơi này thì điểm đến an lành tiền tài ở trong đứng gà này. Thì để tiếp tục tôi sẽ xin kêu cũng như cô chứng giám phù hộ độ trì linh thiêng hiển hiện tại này. Đấy. Thì ai lọc đây tại lễ nơi cô chính này. Thì tôi để tiếp tục tôi sẽ xin kêu. Và cô chứng giám thì ở đây tại nơi lăng bà này sẽ đứng lên và thành công tốt đẹp tiền tài viên mãn ngày hôm nay. Rồi. Và lập mùa về số miền Nam miền Trung miền Bắc gì trong trứng gà này. Và hiển linh đứng con số nào thì hiển linh con số đó và phù hộ độ trì sự linh thiêng tại này tiếp tục không 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 một không hai điện tắt thôi rồi. Không ba không bốn không năm không sáu không bảy không tám ngày hôm qua thì 08 đã đứng và ngày hôm nay tới con số nào sẽ đứng này 09 số 10 11 12 và điểm đến tại lọc 12 con giáp ngày hôm nay ấp bụi 13 lập bọp 14 15 16 17 18
rất là gió luôn. Mưa chín, hôm nay trời rất là gió đấy. Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, ở đây ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và tiếp tục 22, 23, rất là gió luôn, đặt tiền tiếp tục rồi. 24, 25, 26, 27, rồi 27 để đứng rồi đấy. Qua khủng khiếp luôn. Thì ở đây xin kêu đã thành công tại nơi này, thì 27 đã đứng qua tột đẹp luôn. Ngay tại đèn xe số sáng này, 27, 72, 27, 72 đó, qua được rỡ 227. Và ở đây trứng đã đứng thì đã đứng lên 27 72. Thì lọc mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc ở đây 27 72, 227. Và tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này để tại là các chú dị ở đây đã hiển linh và cô đã chứng giám phù hộ lộ tri sự khẩn cầu, may mắn, tiền tài, mọi sự thành công tốt đẹp, độc bệnh được tiêu từ, mọi sự thành công tại nơi này. Đấy, gió hấp một cái thì đã ngã rồi. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này. Ở đây rất là gió luôn. Rồi, thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này để tại lễ. Đấy, thì ai có lọc đen tại lễ nơi cô chín này để phù hộ độ trì tiếp theo. Đấy, để rồi mắc nợ cô chín. Và điều gì sẽ xảy ra? Gió tắt liên tục thôi. Thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này. Wow, nóng. Thì như bạc này thì sẽ cháy hết. Thì tôi sẽ quay lại phía trong. Rồi thì ngày hôm nay cũng đã xin kêu thành công tốt đẹp và tiền tài viên mãn. Và thành công tốt đẹp
đã cho dựng đứng. Và ở đây chính như kèo 27-72 đấy, 227 và trứng đã đứng 27-72 thì tại đây rồi. Vì này chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi cơ lọc tài lệ nơi của chính này.